40. Hòa thượng giảng tháng riêng năm 1983. Hằng ngày chúng ta đến đây để nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta nên áp dụng những điều học hỏi được vào chính cuộc sống của mình suốt từ sáng đến tối, làm sao cho cuộc sống được thế hợp với đạo. Nếu chỉ cần một ngày ta không thực hành điều ấy, thì ta đã bỏ lỡ một dịp may, chỉ trong khoảnh khắc khởi niệm, mình không tiếp tục công phu được nữa là quý vị đã đánh mất nhiều điều lợi lạc cũng như khi mèo rình chuột nó đã ngồi đó chờ suốt mấy ngày rồi lại bỏ đi nó không có đủ tính kiên nhẫn ngay khi nó vừa bỏ đi chuột xuất hiện và mèo không bắt được điều kỳ lạ là ở đó cũng như người đi câu cá thả câu suốt mấy ngày rồi mà vẫn không câu được con nào bởi vì những con cá nhỏ thì bị cá lớn nuốt hết rồi còn cá lớn thì đã no bụng nhờ ăn lũ cá nhỏ nên không còn muốn ăn gì khác nữa chúng chỉ còn muốn ngủ chẳng còn muốn ăn gì cả trong suốt vài ba ngày nhưng khi chúng bắt đầu đói bụng thì người câu cá cạn hết sức kiên nhẫn và bỏ đi nên chẳng câu được con cá nào cả cả hai việc câu cá và bắt chuột vốn là việc sát sinh người tu hành chúng ta cũng tuyên chiến với nghiệp sát ấy mục tiêu của chúng ta là sáu tên giặc mắt tai mũi lưỡi thân và ý chúng ta canh chừng sáu tên giặc này rất kỹ lưỡng trong vài hôm thế là chúng không có được cơ hội hoạt động nhưng khi chúng ta trở nên lơ là thì sáu tên cướp lại tác quái làm loạn Thật là tai hại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải an trú trong chánh niệm, chúng ta không nên sao nhãng dù chỉ trong giây phút, nếu không thì ma sẽ gá vào ngay, ma đã từng quấy nhiễu người tu hành khi Phật còn tại thế, thế nên chư tăng thời ấy cũng rất thận trọng và thường công phu tinh tấn.